Đây là đường Phạm Hùng nối dài nha mọi người ơi. Đây mình chuẩn bị quẹo vô cái chỗ gọi là Green Villa. Trong đây có một cái bờ sông rất là mát. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn với mọi người một cái điểm câu cá lý tưởng nha. Có thể là dành cho mấy cái ngày chủ nhật mình có thể dắt gia đình của mình, hay là bạn bè, hay là có bộ bịch gì đó dắt vô câu cá cũng đẹp lắm. Có mấy cái ghế đá đó. Đặc biệt rất là an toàn nha. Rồi, mọi người cùng với mình vô khám phá điểm câu mới này nhé. Đây là cái đường đi vô trong cái công viên chỗ bờ sông mình chuẩn bị câu cá nha các bạn ơi. Rồi, định chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha. Ok. Đây nè, kế bên đây là nó có một số bờ sông đó, nó cũng có thể câu được cá rô nữa nè. Mà tạm thời thì mình câu câu cái điểm này đi, nó vừa lịch sự an toàn. Đây, chỉ cho các bạn đây. Giờ là nước cạn hay là nước rồng là thua luôn đó nha. Trời ơi, nó chiếm chỗ rồi, nó chiếm địa điểm rồi. Hôm qua này nó chiếm địa điểm rồi các bạn ơi. Đây chơi mày luôn. Cảnh dữ à. Này nó chích cái là coi như là cũng mệt mỏi.
cá là cái bộ môn giải trí đòi hỏi phải kiên nhẫn, đúng không? Chúng đâu phải là lúc nào mình đi câu là mình cũng dính cá đâu. Đó là niềm đam mê thôi. Cho nên là xách câu đi xách câu về là chuyện bình thường. Kiểu là mình giải trí thư giãn cái đầu óc. Cảnh đẹp không? Đó, quá đẹp nha mọi người nha. Mát mẻ lắm. Đây có mấy cái hàng cây để mình quay cho các bạn xem. Rồi, các bạn mà thấy cái video của mình hay thì các bạn nhớ bấm cho mình một cái like nha các bạn. Để cho mình có một cái động lực để mà làm những video này. Bây giờ thì dịch cúm nhiều quá cho nên là mình đi chơi thì mình cũng chọn những cái nơi mà nó mát mẻ mà nó yên tĩnh các bạn ơi. Đi rồi những nơi đông đúc thì rất là nguy hiểm. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn nhớ bình luận ở phần ở dưới cho trao đổi cho vui các bạn ơi. Mình bây giờ là mình cảm thấy thích thú cái môn câu cá này lắm rồi đó. Du lịch khám phá thì nói chung là khi nào mà hết dịch cúm thì mình mới đi tiếp, chứ còn bình thường thì giờ là không có đi đâu được, cho nên là mình thấy cái mô hình câu cá này nó cũng thú vị lắm. Nó làm cho mình cảm thấy thứ nhất là thách thức, kiên nhẫn nè. Rồi cái thứ hai nữa là giải trí lành mạnh, giết được nhiều thời gian. Rồi cái thứ ba nữa là mình phải yêu theo thích nó thì chứ đi câu thì nói chung là chỗ nào nó cũng nắng hết á. Nhưng mà mình sẽ có nhiều cái biện pháp. Bữa sau mình sẽ làm cái clip tại sao mà đi câu cá mà mình vẫn đẹp trai mà vẫn trắng trẻo nha các bạn. Đó là lý do hết sức đơn giản là mình cứ mặc áo khoác chống nắng, bịt khẩu trang lên. Cái thứ hai nữa là mình chọn chỗ nào mát mẻ mình câu thì mình sẽ không bị đen. À, khung cảnh đây đẹp ghê không? Nãy giờ thấy im quá, không có cá nào ăn hết trơn. Để coi tí nữa là sao, có cá quay mọi người xem. Rồi, chuyến đi câu cá đến đây kết thúc các bạn ơi. Bây giờ nước này nó lên cao quá là mình không thể câu được. Thôi giờ mình đang chuẩn bị thu phần về. Đây là một cái điểm mới. Rồi, chúc các bạn, chúc mọi người một ngày nghỉ vui vẻ nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Action nhé. Cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.